Quân đội Israel ngày hôm nay tiếp tục không kích dữ dội ở nhiều địa điểm phía nam thủ đô Beirut của Liban, khoảng một giờ sau khi yêu cầu cư dân sinh sống tại khu vực này phải sơ tán. Hình ảnh truyền thông sở tại cho thấy nhiều cột khói đã bốc lên ở phía nam thủ đô Beirut kèm theo tiếng nổ lớn. Theo thông báo của quân đội Israel khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng cho hành động quân sự tiếp theo ở Liban, bao gồm cả việc có thể mở rộng chiến dịch tấn công trên bộ. Trước đó một ngày, quân đội Israel cũng đã không kích khu vực phía đông bắc Beirut, nơi được cho là trung tâm chỉ huy và kho vũ khí của lực lượng Hezbollah. Theo Bộ Y tế Liban, các vụ tấn công này đã khiến 40 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Trong khi đó, truyền thông sở tại cho hay ít nhất 37 người đã thiệt mạng trong 33 vụ tấn công ngày hôm qua của Israel ở Liban. Tình trạng giao tranh dữ dội tại Liban đã khiến nhiều tổ chức phi chính phủ trong ngày hôm qua đã yêu cầu Liên Hợp họp khẩn để điều tra những hành vi vi phạm của các bên trong xung đột ở Liban.